4 bước chuẩn bị phòng tập tại nhà chuẩn không cần chính. Bạn muốn tập luyện tại nhà để hạn chế tối đa thời gian ra đường vào mùa dịch nhưng chưa biết cách thiết kế không gian tập như thế nào? Hãy tham khảo ngay 4 bước bài trí để việc tập luyện đạt hiệu quả cao cùng gym và võ thuật nhé. Tập luyện tại nhà đang là một trào lưu mới phát triển trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại, nhưng không ít người gặp khó khăn trong cách sắp xếp không gian tập sao cho hợp lý. Gym và võ thuật tặng bạn cẩm nang 4 bước để có thể bài trí một cách tiện nghi, đầy đủ nhưng không kém phần hiệu quả nhé. Bước 1, xác định không gian mình đang có. Đầu tiên, bạn cần xác định mình cần tập gì và cần không gian như thế nào. Sau đó chọn một mốc vị trí đắc địa nhất trong nhà để bắt đầu sắp xếp dụng cụ cho các bài tập. Các không gian có thể thiết kế đến như phòng ngủ, nhà kho, gara, sân thượng, sân nhà hay thậm chí là khoảng trống trong phòng khách đều có thể tận dụng làm nơi tập. Miễn là bạn đảm bảo không va chạm vật dụng cũng như hạn chế chuyển động trong lúc tập. Nếu tập yoga hoặc ngồi thiền, bạn chỉ cần không gian đủ dài để trải thảm và dư ra một chút để thực hiện động tác một cách thoải mái. Với các bài tập HIIT hay cardio như jumping jack, burpee, nhảy dây, bạn cần đảm bảo trần nhà đủ cao để khi nhảy dây không bị đụng đầu chẳng hạn. Nếu bạn tập các động tác bò như beach cup hoặc chiếm không gian như rack jump, bạn cần đảm bảo không gian đủ rộng và khô thoáng, ma sát tốt, chống chân trượt. Không cần thiết bạn tập gì, nhưng không gian của bạn phải đầy đủ ánh sáng và thông thoáng. Một không gian thoáng đãng, gần gũi với ánh sáng tự nhiên sẽ tiết thêm năng lượng cho bạn, đồng thời giúp bạn thư giãn hơn trong lúc tập. Không những thế, ngoài việc gọn gàng, chỗ tập cần phải không làm phiền người khác xung quanh để đảm bảo họ không can thiệp vào buổi tập của bạn. Bước 2, tạo một không gian thoải mái nhưng đầy đủ. Nếu bạn không muốn các buổi tập trở thành cực hình, đừng biến nơi tập thành không gian lộn xộn hoặc thiếu vệ sinh. Đảm bảo vệ sinh. Khi nơi tập không đảm bảo vệ sinh, bạn sẽ không thể đảm bảo buổi tập của mình hoàn thành có ích. Bụi bẩm bám trên da cũng như mồ hôi sẽ là môi trường lý tưởng cho các vi khuẩn phát triển. Các hạt bụi nhỏ li ti cũng có thể bám vào cơ thể nhiều hơn do khi tập nhịp thở của bạn nhanh và mạnh hơn lúc bình thường. Đó là chưa kể sàn nhà bám bụi hoặc chân trượt còn gây nguy hiểm khi tập như các động tác chạy, nhảy hoặc bò do ma sát giảm, dễ té ngã dẫn đến chấn thương. Tiếp theo là ngăn nắp. Ngoài việc đảm bảo vệ sinh, sự ngăn nắp cũng là một yếu tố then chốt để bạn không bị phân tâm hoặc vướng víu trong lúc tập, cũng như tiết kiệm thời gian cho việc lấy dụng cụ. Để làm được điều đó, bạn cần bố trí dụng cụ tập một cách hợp lý, tốt nhất là giá đặt dụng cụ ngay trước và sau khi tập, tránh để tạ tay hoặc bóng lăn lóc khắp nhà cản trở bài tập của bạn. Trang trí thêm cho không gian tập. Trang hoàng cho không gian tập luyện của bạn cũng là một trong những cách tạo nên sự thoải mái, đồng thời tạo ra điểm nhấn riêng cho bản thân. Nếu bạn tập thiền hay yoga, nến thơm hoặc máy sông sẽ là những lựa chọn tuyệt vời. Loa cũng là một thiết bị cần thiết trong trường hợp bạn cần âm nhạc để kích thích tập luyện, dù bạn tập bất kỳ một bộ môn nào. Thêm vào đó, bất cứ thứ gì truyền cảm hứng cho bạn lúc tập luyện có thể được tận dụng như poster, tranh ảnh, danh ngôn hoặc thậm chí là TV để bạn có những giờ tập luyện trực tuyến cùng huấn luyện viên. Nên nhớ, đây là không gian của chính bạn và bạn có quyền làm bất cứ thứ gì về nó, miễn là bạn cảm thấy yêu thích vì điều đó. Bước 3, mua những dụng cụ tập cần thiết. Nguyên tắc của một phòng tập tại gia là càng gọn gàng càng tốt, tức là không có máy chạy bộ, máy đạp xe, máy massage hoặc khung squat, dàn tạ. Trừ khi bạn có không gian chống tối thiểu, các dụng cụ tập tối thiểu có thể kể đến như thảm tập, gương, tạ tay, tạ ấm, dây nhảy, dây kháng lực và bóng tập để có thể cho vào danh sách. Các dụng cụ này đều có thể sử dụng đa dụng và dễ sử dụng, cũng như tiết kiệm không gian. Xác định được bạn cần tập gì là rất quan trọng và giúp bạn tránh những mua vật dụng không cần thiết. Thực tế cũng có những động tác rất ít hoặc không cần dụng cụ. Vì vậy, nếu không gian tập hạn chế, bạn nên tham khảo các bài tập để có thể mức đầu tư hợp lý. Bước 4, hãy giữ gìn vệ sinh thật tốt. Khi đã sử dụng một không gian như ý và phù hợp với túi tiền, bạn cần làm gì để giữ gìn sự ngăn nắp và sạch sẽ ở mức tối đa hoặc ít nhất là không ảnh hưởng đến việc tập luyện. Một không gian sạch sẽ không những giúp bạn an toàn mà còn tạo cảm hứng để bạn duy trì tập luyện mỗi ngày. Vừa rồi là những chia sẻ của mình và bạn nào đang có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym tại nhà thì hãy kích vào đường link dưới mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.
For you.